người đâu hết cả rồi ạ. Bay thật cao và bay thật xa, bay nhảy xuống nào. Cảm ơn Hà Lan rất là nhiều, thank you. Rằng duyên số có giữ tha cho mình không em, người bạn hạnh phúc ta vẫn đi đôi ấy yêu hoài. Em có đôi tiếc không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh mất. Người đã có mình thật hạnh phúc. Nếu như có thể... Thuốc này đặc trị khò khè sưng mặt, sổ mũi, bù đầu, bị tan rất là hay nha anh em. Anh em khỏi có ra tiệm thuốc, anh em mua thuốc tan chi mất công ha. Cái này là 3 trong 1 luôn nha. Là vừa trị khò khè sưng mặt, sổ mũi mà vừa trị tan nữa. Rất là hay. Liều lượng thì anh em gà tre, gà nồi gì anh em cứ chích là mỗi ngày 1 c. Chích liên tục 3 ngày tới 5 ngày trừ khi những con bị thiệt nặng nha anh em. Còn gà anh em mà cảm thấy mà nó hơi ngáp, buồn ngủ, hơi ấm ướm bệnh á, đổi thời tiết hay gì đó, anh em thấy gà buồn buồn á là anh em chích vô một mũi, trong vòng 1 tới 2 tiếng đồng hồ là gà của anh em nó sung mà nó phật đã lắm. Thuốc này không có làm cho gà mình nó bị khô lông nha anh em, nó làm cho gà mình tươi mà lại hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Chai này 25c là 200k nha anh em, chai này 50c là 400k.